thì ảnh qua nhà em chơi. Thì em mới nói là anh ơi, anh nhớ để dành tiền để mà chụp hình cưới, em không có muốn mà lệ thuộc vô gia đình anh nhiều quá. Thì anh nói là anh có để dành tiền, nhưng mà em nói là em thấy anh tiêu xài hơi bị nhiều, thế là hai đứa cứ gây qua gây lại. Em mới tức quá, em nói nếu mà anh không biết để dành thì thôi khỏi cưới. Cái ổng tức quá, ổng giọng một phát vô tường. Xong cái em với mẹ em hết hồn luôn. Xong cái hồi nó quay qua kêu em ơi chở anh đi bệnh viện đi, gãy tay rồi. Đâu có tay nào đâu. Dáng thực sự luôn á. Đó, gãy rồi đây. Đấm đi biết rồi. Xong rồi về nó dối với ba mẹ là con bị té xe, không dám nói là gây lộn với em. Xong về mẹ em nói chứ con phải suy nghĩ kỹ nha, coi chừng sau này cái tường là cái mặt của con á. Bà sợ đó. Dạ đúng rồi, má em rất là sợ.